Dạ thầy ơi. Dạ thầy ơi, nhà tụi em nãy giờ là không nghe được gì hết à?
Các bà có nghe mình nói chứ không vậy? Dạ dơ nghe rồi ạ. Thấy được màn hình không? Dạ thấy rồi. Alo. Dạ. Hôm nay là bao nhiêu các bạn bao nhiêu mấy lớp đây? Trưởng. Dạ sáng nay là có 2 lớp IK và 1 lớp đã hâm mặt ạ. Về xin lỗi mấy bạn, sao mua cái laptop mình chia sẻ mà nó bị phần mềm nó bị lỗi ra nên mình phải dùng đỡ trên cái điện thoại. Xin la có rõ không em? Các bạn. Dạ thầy ạ. Thấy không? Dạ thầy ạ. Mà mình nói nghe có rõ không vậy? Mình dùng lên điện thoại là mình không chắc lắm. Dạ dạ rõ ạ. Thôi rồi, nếu mà có gì không rõ là các bạn phải em phải đại diện các bạn em nhắc mình nghe, Dạ. mình đang chia sẻ qua điện thoại. Dạ. Tình hình là ngày nay sáng nay chúng ta sẽ học tới ba bài lận á, bài trĩ, bài tắc ruột với là thoát vị bẹn đùi nha. Trước tiên chúng ta vào bài này trĩ. Thì tất cả bài nặng lần đầu tiên chúng ta có vào vòng dịch tễ. Thì như các bạn đã thấy đó, thì cái bệnh trĩ đây là một cái bệnh rất là phổ biến, thường là gặp ở những người lớn tuổi. Bệnh đây thường là chẩn đoán rất là muộn, bởi vì đa phần bệnh nhân đã mắc bệnh rồi nhưng mà cái vùng tế nhị thành ra họ cũng ngại đi khám, có là triệu chứng của họ là nó diễn tiến từ 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 cho nên họ cũng đã thích nghi với cái bệnh cảnh đó. Một số yếu tố thuận lợi chẳng hạn như là táo bón kéo dài, nên lúc mình nói lúc đầu là gặp ở những người lớn tuổi nhất, người hay bị táo bón, một số người trẻ cũng có thể gặp, dẫn tới tình trạng phân cứng, bệnh nhân rạn nhiều gây tăng áp lực ổ bụng đó. Thì nó là ổ bụng làm cho cái tĩnh mạch ở vùng vùng hậu môn trực tràng nói chung cho hoa ly vị trĩ nó xe xe bị giãn ra, bị trĩ tức là cái tĩnh mạch thôi chứ chưa hết, trĩ tức là cái tĩnh mạch giãn ra. Trĩ nội, trĩ thì có trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội tức là ở phía trên đường lược và trĩ ngoại thì là ở phía dưới đường lược nha. Lấy ranh giới là cái chỗ đường lược, người ta phân là trĩ nội và trĩ ngoại chứ không phải trĩ ngoại là các bạn thấy bên ngoài là trĩ ngoại đâu, không phải vậy. Nhiều khi cái trĩ nội này nằm ở trên đường lược nhưng mà nó lớn vẫn xa ra phía bên ngoài luôn. Thì chúng ta có xét vào cái điểm mốc xuất phát của nó thì đó là trĩ nội, còn cái trĩ mà phía dưới đường lược thì
phía dưới đường ruột, nhưng nó cũng có thể nó nằm trong hậu môn thì cũng thì chúng ta không thấy đó. Nhiều mình ngồi trong tay thăm khám tao không thấy, thì lấy cái mắt là cái chỗ đường ruột chứ không phải là thấy bên ngoài hay là bên trong, mà đánh giá nó là trị nội trị ngoại nha. Nhắc lại là trị nội là ở trên đường ruột và trị ngoại ở dưới đường ruột. Các yếu tố thuận lợi như là tăng áp lực ở bụng như nãy đã nói ở trên, bệnh nhân mà những bệnh nhân bị mà ho nhiều ha, những bệnh lý về hô hấp nó mới ho nhiều, hay là và những vận động viên tập nặng, hay là những công việc nó hơi gánh gồng nặng, hay là ngay cả những công việc nhẹ nhàng như văn phòng có thể là do đứng người và đứng đứng lâu hay là ngồi nhiều cũng dẫn tới tình trạng là gây cản trở cái máu hồi lưu về và giảm cái tính mạch trĩ. Một số bệnh lý khác như là những cái u hay là polyp ở vùng hậu môn trực tràng, ung thư chẳng hạn đó, hay là polyp, hay là u xơ tử cung ở nữ đó, cũng gây cản trở. Hay là đặc biệt những người phụ nữ mà mang thai thì ở tất cả những người phụ nữ mang thai hầu hết là đều bị mắc mắc bị trĩ, mà tùy vào cái giai đoạn thôi ha, trĩ độ 1, độ 2, độ 3 hay là độ 4. Thì những người mà phụ nữ mang thai là nguyên nhân vì sao? Bởi vì khi mà mang thai là cái thai nhi á, nó chèn vào cái tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng á, cái giãn hết cái mạch máu của vùng đó làm cho cái mạch máu trĩ giãn ra. Tuy nhiên phần lớn sau khi sinh con xong không còn yếu tố gây tắc nghẽn nữa thì máu hồi lưu về, máu tĩnh mạch hồi lưu về tim nó ổn định, nó trở lại về bình thường. Cái tĩnh mạch lúc đó nó sẽ xẹp xuống và trĩ nó cũng xẹp xuống, cho nên từ sau khi sinh xong thì phụ nữ sẽ trở lại bình thường, cái trĩ bình thường. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp là sau khi sinh con xong thì không còn có tác nhân tắc nghẽn nữa, nhưng mà trĩ nó vẫn giữ nguyên độ hoặc là nó chỉ giảm một phần thôi, và thân sau khi sinh là trĩ nó tăng lên. Chẳng hạn trước trước khi mang thai là người phụ nữ đó trĩ nó ở giai đoạn 2 rồi chẳng hạn, thì sau khi mang thai nó tăng lên độ 3, độ 4, thì sau khi sinh xong thì trĩ nó cũng không có về độ 2 lại, mà nó cũng lên độ 3, 4. Bởi vì khi mà lên tới độ 3, độ 4 thì cái khả năng co hồi của cái tĩnh mạch trĩ nó không còn nữa, cho nên cho dù không còn cái tác nhân tắc nghẽn nhưng mà độ trĩ nó vẫn cao và bệnh nhân phải nằm ở trong cái chỉ định là cần phải phẫu thuật. Về cấu trúc giải phẫu của hậu môn trực tràng thì các bạn cần nắm đó là đám rối tĩnh mạch trực tràng đó. Thì nãy mình coi đó, các bạn thấy đường lược không? Cái đường là cái trụ trụ cơ đó, nó giống như chiếc lược của đường lược thôi. Thì ở phía trên đó là đám rối tĩnh mạch trực tràng trong và thì gây ra cái trĩ nội, còn cái đám rối tĩnh mạch trực tràng ngoài thì gây ra cái trĩ ngoại. Thì đường lược là như thế nào đó thì các bạn thăm khám có thể cảm nhận được, thì nó là cái do các cái trụ cơ, và nó khi thăm khám nhiều liên mạc là được tràn thường trơn láng, nhưng các cái vùng đó các bạn cảm cảm giác trên đầu ngón tay là nó gồ lên đó. Còn móc giải phẫu của nó thì cách rìa mông khoảng 2 đến 3 cm. Đó, như một cái bưu trĩ mà cái tĩnh mạch giãn ở trên đường lược nó đi nội, nhìn vào cái hình các bạn thấy là từ một cái bưu trĩ trên đó nó có thể nó xa ra ngoài luôn, từ trĩ nội mà xa ra cái ngoài rìa hậu môn luôn đó. Còn cái bưu trĩ hình ảnh phía dưới là cái bưu trĩ nó là một trĩ nội. Bất kể những nguyên nhân nào mà gây tắc nghẽn cái đám rối tĩnh mạch vùng hậu môn trực tràng thì dẫn tới hình thành đánh trĩ. Và các bạn hãy nhớ nhắc nhớ lại và nhớ là trĩ tức là cái tĩnh mạch này,
là tức là nó tĩnh mạch thôi ha, giãn ra. Cơ chế bệnh sinh cũng khá là phức tạp. Thì có bốn nguyên nhân chính mà có thể giải thích cho cơ chế bệnh sinh này, đó là sự giãn nở bất thường của đám rối tĩnh mạch trị nội nội ngoại, rối loạn các xanh xanh tức là các đường thông nhau giữa động tĩnh mạch đó. Cái động tĩnh mạch nó tạo ra động mạch, nghĩa là đường mạch là đi đường riêng, tĩnh mạch riêng. Thì bây giờ nó tạo một cái hệ thống nối giữa cái động mạch và tĩnh mạch thông nhau, gây giãn bất thường cái tĩnh mạch, hóa môn trực tràng dẫn tới trĩ. Hay là những một trường số trường hợp bị xa trực tràng là phá hủy hệ thống liên kết giữa trong vùng mắt giải phẫu ở vùng tầng sinh môn, người ta gọi là cái thuyết thuyết tấm đệm hậu môn đó. Thuyết này cũng khá mới. Đây là hệ thống trong mặt ống hậu môn ở phần trực tràng, nó là các sợi collagen thần kinh để ra để mà giúp cho nâng đỡ ở vùng hậu môn trực tràng. Khi mà tuổi càng cao thì sẽ có hiện tượng là thoái hóa, rồi các cái hệ thống nâng đỡ nó bị kém đàn hồi, cho nên một số trường hợp các bạn đi lâm sàng bệnh viện sẽ thấy là có những trường hợp xa trực tràng và rất dễ nhầm lẫn. Nhiều khi xa trực tràng có thể kèm theo trĩ nhưng có thể là độc lập với trĩ à. Và nhìn người khác không khác lâm sàng, tức như xa trực tràng thì đều hết, còn trĩ thì nó chỉ phồng lên từng búi riêng. Đó là chúng ta nhìn, ngoài ra còn nhìn cái hình ảnh màu sắc nữa không? Giữa cái niêm mạc, mặc dù nó có điều là có lớp niêm mạc phủ lên trên, tuy nhiên cũng rất dễ nhầm lẫn với lại trĩ vòng. Trĩ vòng tức là quá nhiều búi trĩ để nó tạo thành vòng ha? Nên các bạn thấy một số sẽ ở trong đó là trĩ vòng nội xa đó, hay trĩ đó, hay là trĩ giống hợp. Giống hợp tức là bao gồm có trĩ nội lẫn trĩ ngoại. Hay là một hình ảnh biểu hiện hiện tượng xanh này giữa động mạch và tĩnh mạch, nó có cái hệ thống nối. Về triệu chứng thì đặc biệt cái triệu chứng của trĩ tức là trĩ nội, đối với trĩ nội thì thường là gây ra đã tiện ra máu tươi đúng không? Tức là khi mà cái bưu trĩ nó giãn mà nó phình lên như vậy á, thì trong quá trình bệnh nhân đại tiện sẽ gây rách cái tĩnh mạch trĩ đó và dẫn đến chảy máu. Hoặc là trong khi đại tiện là co thắt vùng bóng trực tràng với lại hậu môn, làm cho các bưu trĩ bị cọ sát hoặc chảy máu đó. Đó là thường là trĩ, như vậy triệu chứng chính của trĩ nội đó là đại tiện ra máu. Còn ở trĩ ngoại thì nó nằm ở phía, đa phần là nằm ở bên ngoài, do vậy thì ít khi ra cái tình trạng mà đại tiện ra máu, mình gọi là ít thôi nghe, chứ không phải là nó không có. Mà cái triệu chứng chính của trĩ ngoại đó là gây đau, thường bệnh nhân là đau thuyên tắc hoặc là do cái khối gây tắc cái mạch máu nữa, gọi nó hơn sau đó nó hơi vỡ vỡ rồi vỡ thì chảy máu thì ít, nhưng mà cái bộ nhiễm, cái nhiễm trùng là chính. Cho nên như vậy cái trĩ ngoại thì cái chính cái nhân vào viện là thường là đau, còn ở trí trí nội là bệnh nhân cái cầu đã máu, vừa có nội vừa có ngoại luôn, thì gọi là trí hỗn hợp. Nhưng mà khi chẩn đoán trí hỗn hợp chúng ta phải phân ra trí nội độ mấy, trí ngoại như thế nào nữa, đã có biến chứng hay chưa. Trong giải phẫu hậu môn trực tràng các bạn hãy nghe nó nói đường gian cơ thắt, thắt tức là nhìn vào hình đó, nó thấy là cái cơ thắt trong nằm bên trong, gọi là cơ thắt trong, và cơ thắt ngoài nằm ở bên ngoài ha. Nhìn mắt giải phẫu nằm bên trong bên ngoài, trong cơ thắt trong, cơ thắt ngoài. Hai cái cơ thắt này nó giúp cho cái việc đại tiện của chúng ta, nó bệnh nhân nó trong
thì sẽ nó mang tính chủ động. Và ở giữa cái lớp ở giữa hai hai cơ đó gọi là lớp giang cơ thắt. Cái này là rất là quan trọng, đặc biệt là những trong điều trị, không phải riêng việc trị mà trong lấy rò mô, rò dòi cũng được ha. Miền Nam là dùng từ dò, miền Bắc là dùng từ rò. Rò dòi cũng như nhau. Thì trong một số cái phẫu thuật ở vùng đây, chẳng hạn ung thư vùng là trực tràng hay là bị dò môn, thì những người dò có phức tạp đó thì họ thì mỗi cân nhắc để tránh gây tổn thương cái cơ thắt, vì sẽ dẫn tới một cái khi mà tổn cơ, lúc đó tổn thương nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề đại tiện nó có tự chủ hay không. Nếu mà tổn thương quá nhiều quá rộng đi thì cơ thắt nó không còn, và bệnh nhân cái đại tiện nó không còn tự chủ nữa. Phần dù phần hình thành nó bóng trực tràng, máy có máy lặn ra, máy nhân âm nó kiểm soát được cái việc đại tiện của mình, gọi là đại tiện mất tự chủ. Đó, các bạn thấy đó, tùy vào các mức độ mà bố trí xa ra thấy không, cái tĩnh cái đánh rối tĩnh mạch này đó xa xuống. Nhìn vào cái hình ảnh đó để cho bố trí nó xẹt thì cũng có nhiều cái phương pháp đó, phương pháp điều trị. Thì ở mức độ các bạn A4 thì học ở phần triệu chứng chẩn đoán bệnh là chính. Nhưng mà nên qua đây mình cũng thể nói thêm cho các bạn một số cái phương pháp điều trị, chẳng hạn như gì bu trĩ đó làm sao cho ăn sẹt, muốn mở sẹt. Nếu mà trĩ độ 1, độ 2 chúng ta dùng cái độ thiết thật thôi, độ 3, độ 4 là cũng qua phẫu thuật. Ví dụ như để bu trĩ sẹt thì có nhiều cách, như trước đây là họ có lấy hết cái vòng cao su, lấy vòng cao su họ thắt cái búi cái gấp của đâm rối tĩnh mạch, tức là trĩ á thắt lại, thời gian sau cũng rụng. Một cách cách đó, một số nơi điều trị đông y thì giờ họ không còn dùng cách đó là cũng cũ rồi. Hoặc là phẫu thuật miligan một gân, tức là họ cắt lên cái bu trĩ đó luôn, cắt bỏ luôn đang rối tĩnh mạch đó rồi. Hoặc là cái trĩ ZZ rồi giao siêu âm, hay là phẫu thuật lông gô, tức là cái mà hiện giờ họ đang dùng nhiều nhất này, là phẫu thuật lông gô, tức là họ phẫu thuật họ treo họ triệt mạch, nghĩa là bu trĩ ở phía dưới này nhưng mà họ phẫu thuật là ở phía trên cao á, và thời gian sau là làm những lớp, khi cắt xong là lên một lớp niêm mạc, nó sẽ kéo bu trĩ lên là làm cho bu trĩ nó xẹp một phần, nhưng cái chính yếu rồi thời gian sau là triệt mạch, làm cho bu trĩ lần lần teo nhỏ dần 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 lại. Nên trong phẫu thuật lông gô thì sao trước sau phẫu thuật hầu như là không thay đổi, nhưng mà sự thay đổi nó sẽ cần nó có một thời gian sau là bắt đầu bu trĩ mới co hồi lên dần dần. Còn phương pháp thời gian những năm gần đây cũng bắt đầu áp dụng, đó là đốt bằng laser. Thì đốt bằng laser thì họ đưa một cái đầu laser vào và đốt cho nó teo với mấy cái tĩnh mạch đó lại, tĩnh mạch trĩ lại. Giống như một số trường hợp bệnh nhân bị giãn tĩnh tĩnh mạch đó, ở dưới dưới gì đó, thì nên những cái tĩnh mạch có nhiều bệnh nhân em thấy các bạn thấy là nó tĩnh mạch gồ ghề nổi lên ở như sau đó ha, thì cũng thể dùng cái phương pháp đốt laser dưới hướng dẫn của siêu âm nó, thì ứng dụng trong đó họ cũng có thể dùng đốt trong bu trĩ. Thì sau khi làm laser thì trong hai khi sau khi làm xong là bu trĩ cũng xẹp hẳn luôn. Rồi quay lại bài của chúng ta ha, thì về phân 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 độ đây dành cho trí nội, mà nhớ đây là phân độ là dành trí nội hay cho có trí nội nha. Thì nó có 4 độ đó, độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4, chủ yếu dựa vào lâm sàng. Đối với trí độ 1 thì bu trĩ nó nằm ở bên trong luôn. Như vậy khi bệnh nhân đặt cái tư thế sản khoa là các tư thế thăm khám môn trực tràng, các bạn nhìn sẽ cảm thấy. Nên lên tới độ 2 thì khi bệnh nhân mà đại tiện hoặc là gắng sức thì trĩ hắn sẽ bị lòi ra, nhưng sau đó là sau khi không còn gắng sức nữa, hay là sau khi đi đại tiện xong chẳng hạn, thì bu trĩ nó sẽ tự co hồi lên luôn.
lên tới độ 3, tức là u trĩ nó bị xa ra ngoài và chúng bệnh nhân hoặc là người thăm khám phải phải dùng tay đẩy mi lên, cho nên để tự nhiên nó lên thì nó không lên mà phải đẩy mi lên. Nhưng mà may cái này độ 3 thì đẩy lên xong, nhưng lên tới độ 4 là đẩy cũng lên luôn và không cần bệnh nhân gắng sức thì bu trĩ luôn luôn nó xa, nó nằm ở tư thế xa ra ngoài, không cần, cái bình thường nó cũng đã xa ra ngoài rồi và đẩy cũng lên. Đó là độ 4. Chia các mắt rồi như thế này để biết là ở độ 1, độ 2 thì bệnh nhân có thể điều trị bằng cái chế độ tiết thực ăn uống, còn độ 3, độ 4 bắt buộc phẫu thuật. Tức là đánh phân chia độ, như các bạn thấy độ 1 chúng ta đảo thái, không thái nên phải dùng cái subcolum để mà banh cái khu vực học môn ra để mà nhìn thấy bu trĩ bên trong ha. Còn độ 2 là đã thấy bên ngoài, độ 3, 4. Nhiều khi là một số bệnh nhân họ thấy cái chi mà lò ra ngoài họ mô, họ hay nhầm lẫn với họ cứ bảo là họ bị trĩ. Thật ra chúng ta khi thăm khám thì có thể là đó là trĩ nội, trĩ ngoại, nên phải phân biệt nghe, phân biệt cái mắt giao tẩu nó trĩ nội, trĩ ngoại hay là nếp da thừa rất hay gặp đó. Đó cái hình mà các bạn thấy hình mà cái trĩ ngoại mà thuyên thuyên tắc đó, thường là nên để mình có nói là trĩ ngoại thì chắc là ăn gây đau đó, là do cái khối và thuyên tắc vào những gây đau hay bị khi nó vỡ ra, vỡ phình ra gây bội nhiễm. Còn người tri vòng á, tri vòng là nhiều cái bu trĩ quá tạo thành cái vòng, nó thường hay gặp phải tới 3, 5, 7, 11 giờ, giống như nhiệt môn là cái đồng hồ đó, thì các mắt có giờ đó là 3 giờ, 5 giờ, 7 và 11 giờ, anh ta một cái vòng tròn. Và ở đây là chúng ta hay nhầm lẫn với lại cái xa trực tràng. Những biến chứng của trĩ thường là bội nhiễm xuất huyết đó, các bạn thấy không, đã nó bị bội nhiễm nhiễm trùng rất là nặng nề. Một số trường hợp phải đi vào viện, bệnh nhân vào viện mình chảy máu lượng ồ ạt quá, phải phải mổ tiến hành phải phẫu thuật cấp cứu. Nó ăn vào cái rất ngồi tắc tĩnh mạch chảy liên tục không thể cầm máu được, mà cái vùng này là rất khó lành, khi mà cái tĩnh mạch rất như thế là ra tình trạng nhiễm trùng bội nhiễm đã vậy, vùng đó vùng bẩn là phân hay dính lên một cái vết thương, mà phân dính lên là các bạn biết là rất là khó liền đó, rất dễ nhiễm trùng, bị tái đi tái lại tình trạng ngày càng nặng, vừa chảy máu vừa bội nhiễm. Bu trĩ thì bội nhiễm nhiễm trùng dẫn tới hình thành những cái ổ áp xe ở đó nữa, sau khi thành ổ áp xe là nó có thể ăn vào các cơ thắt trong thắt ngồi, rồi dần tới hình thành nên giò mô đó. Rồi triệu chứng chủ kinh điển các bạn nhớ là ăn đau ngứa. Và cái vùng này khi mà nó viêm nhiễm nhiều thì nó sẽ bài bài tiết dịch thôi, giống như một vết thương, các bạn có thương trên ví dụ trên cánh tay mình đây thì tiết dịch nhẹ nhài nhài nhài, còn ở vùng hậu môn trực tràng cũng thế, tổn thương nào mà gây viêm thì tăng xuất tiết dịch. Trong trường hợp mà mắc máu nhiều thì dẫn tới cái tê mới có rối loạn biểu hiện toàn thân, thường đây này là những trường hợp cấp cứu rồi đó, cũng hiếm gặp. Mắc máu gây 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 thiếu máu toàn thân, những tư thế thăm khám này chắc các bạn học qua năm thứ ba rồi hả, có thể cho bệnh nhân nằm khi
riêng cái vùng hậu môn trực tràng nói chung chứ hơn trĩ nói riêng thì khi mà thăm khám lại bệnh đại đẹp quan nhân tôi thấy sản khoa bộc lộ rõ cái vùng hậu môn trực tràng và tiến hành những trường hợp mà trĩ từ độ 2 trở lên trĩ nội độ 2 đến độ 2 thì gắng sức chúng tôi thấy độ 3 độ 4 còn trĩ ngoại thì dễ thấy hơn nhiều khi lặn đã lò sẵn ra ngoại rồi. Việc thăm khám rất là quan trọng để chúng ta phân biệt những bệnh lý khác. Đôi khi nhìn nhận chứ chúng ta phải thăm khám để coi nó có phải trĩ hay không, hay là nó phối hợp trĩ với lại bệnh lý khác. Tất nhiên có thể là nhân bị trĩ nhưng có thể phối hợp với bệnh lý khác, chẳng hạn ung thư vùng đó là sao ha? Và do nguyên nhân cái ung thư hay là polyp trước đó mà dẫn tới cái tình trạng bị trĩ này. Giống như để luôn bài đà, trên đầu bài là mình có nói đó những cái yếu tố mà thuận lợi làm dễ như gây bệnh trĩ và việc cái tuxeratan thăm khám nó hết sức quan trọng, nhưng bệnh lý vùng hậu môn trực tràng nói chung nó đều có thăm khám trực tràng. Mà để thăm khám trực tràng thì khi khi khám các bạn là nên đi khám ở bệnh nhân bình thường trước, tức là những bệnh nhân không bị trĩ thì mình cứ dù nhiều khi chúng ta cũng phải thăm khám để chúng ta cảm nhận được là bình thường nó như thế nào. Rồi khi đó chúng ta khám bệnh nhân bị trĩ hay là bị polyp hay là bị u ở vùng hậu môn trực tràng chúng ta cũng có sự phân biệt được. Cho nếu mà vào với chúng ta khám bệnh lý thì lúc đó chúng ta không phân biệt được giữa cái bệnh lý hay là cái bình thường như thế nào cả. Những trường hợp như là nó bị khi bu trĩ xa ra ngoài là anh bị cái cơ thắt hậu môn kẹp lại hậu môn co thắt lại là anh gây hoại tử, như đây là cái hình ở trên là một trường hợp mà anh bị bu trĩ xa ra ngoài và anh bị kẹp bên ngoài và anh gây hoại tử thiếu máu ha. Đây là hình ảnh gần hoại tử này, thời gian là nếu không xử lý bị hoại tử. Về chẩn đoán phân biệt tức là chẩn đoán phân biệt là chúng ta sẽ tìm những cái bệnh mà nó có những cái triệu chứng nó gần giống như như cái bệnh lý mà mình cà đang 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 cần thăm khám. Thường là chúng ta sẽ chọn những cái bệnh lý của các tạng hay là cái bệnh lý mà nằm ở khu vực đó, đó. Chẳng hạn như trong ruột thừa viêm các bạn phân biệt thì cần phân biệt với những cái bệnh lý tạng mà nó nằm xung quanh cái khu vực cái hố chậu phá của thừa nó. Còn cái trĩ đây thì chúng ta cần phân biệt với những cái bệnh lý chi mà nó ở vùng hậu môn tràn, chẳng hạn như đó là nguyên tắc cái đó phân biệt nói chung tất cả các bệnh lý đó mình đang nói chung luôn đó. Thấy ở ở vùng trĩ ở vùng hậu môn trực tràng thì chúng ta cần phân biệt với những cái bệnh lý chi thì ở đây ở vùng đây thì có thể có lẽ có polyp ha, phân biệt với polyp bản thân ấy cũng gây xuất huyết chảy máu đó. Có triệu chứng cũng giống như chảy máu giống như trĩ rồi ung thư rồi bị giò mốn giò nó cũng xuất tiết dịch cũng gây đau bộ nhiễm cũng gây đau cũng giống như trĩ rồi đôi khi nó cũng chảy máu ha. Mặc dù đó không phải là triệu chứng chính nhưng nó có thể là xuất hiện bội nhiễm rồi xuất tiết chảy máu đó. Thì để chẩn đoán với từng bệnh lý đó thì chúng ta phải cần phải phân biệt còn có thăm khám để thăm khám chẳng hạn như trong ung thư thì khối u cứng nhất xùi ít di động còn cái polyp thì cũng có u nhưng mà nó tạo thành khối cứng chắc nhưng mà lại có thể di động đó. Thường polyp ở vùng này nó có cuốn, polyp có thể có cuốn là không có cuốn, còn trĩ thì trơn láng hả? Trơn láng và chúng ta ấn vào nó thì giống như chúng ta ấn vào cái tĩnh mạch thôi, khi mà cái tĩnh mạch mà chúng ta ấn vào thì tất nhiên nó sẽ xẹp, còn cái u hay là polyp thì tất nhiên ấn vào nó cũng như thế, nó không có thay đổi kích thước.
Thì phân biệt như vậy để nó bên mình ta phải quyết định, bởi vì mỗi cái bệnh lý là cái cách điều trị nó ăn khác nhau. Thường khó nhất là chẩn đoán với xa trực tràng nè các bạn, rất là dễ nhầm xa trực tràng với là trĩ vòng là rất là dễ nhầm cái đi, bởi vì những xa cả khối ra ngồi mà đôi khi là nó lại phối hợp nhau nữa, vừa xa trực tràng mà kèm theo cái trĩ nữa nè. Còn nứt kẽ hậu môn thì phân biệt dễ hơn, nứt kẽ là cái vùng quanh quanh rìa hậu môn nó bị nứt ra, bệnh nhân cũng có biểu hiện đau, ngứa là chủ yếu, ngứa là triệu chứng chính, rồi đại tiện rất là đau. Chính vì đại tiện đau bệnh nhân ngại đại tiện, làm cho phân ở vùng đại đại ở bốn trực tràng, thì ở đại tràng nó có tác dụng là gây cô đẹp phân lại, nên khi mà lâu ngày ông đi cầu chừng nào thì lúc đó phân càng cứng chừng đấy, mà càng cứng được khi bệnh nhân đi cầu là càng đau, càng gắt hậu môn thêm nữa, một vòng lẩn quẩn làm cho bệnh nhân càng sợ đi cầu, là càng bệnh bệnh càng và táo bón là nguyên nhân chính chính dẫn tới bị trĩ nữa đó. Thì thường nứt kẽ hậu môn thời gian sau cũng dẫn tới bị trĩ như vậy, rồi từ bị trĩ rồi cũng có thể dẫn tới FC, rồi dẫn tới giò môn, tức là một cái bệnh lý ở vùng hậu môn trực tràng á, từ nguyên nhân ban đầu là cái bệnh này, rồi sau đó kéo theo hàng loạt những cái bệnh khác dẫn tới một cái tình trạng phối hợp ba bốn bệnh lý trên cùng một bệnh nhân tại vùng hậu môn trực tràng. Một phần là do bệnh nhân cũng ngại đi khám nữa, dẫn tới từ bệnh này kéo qua bệnh kia hàng loạt bệnh, nhiều khi mình vô mình gặp tới ba ba bốn bệnh lý trên cùng cùng một cái vùng đó luôn, điều trị rất là phức tạp, mà tổn thương càng nhiều thì cái niêm mạc ở vùng đó nó mất đi, nó tạo những giải sơ co kéo làm dẫn tới hẹp hậu môn, điều trị không đúng cách dẫn tới hẹp hậu môn. Hẹp hậu môn là cái bệnh lý nó sẽ quay trở lại và càng ngày càng nặng hơn nữa. Như này cũng khỏe, chúng ta có thể nội soi là chứ phân biệt được hết nha, nội soi có hình ảnh nội soi rõ ràng chúng ta phân biệt được. Có máy đo áp lực hormone được em. Về nguyên tắc điều trị thì như nãy mình đã nói trên rồi ha, có đối đối với trí nọ và trí ngọ, nãy mình có nói một số phương pháp điều trị nói sơ để các bạn bạn nắm, đó là cái phương pháp điều trị cụ thể. Còn nguyên tắc điều trị đối với trí nọ thì chúng thì giờ chúng ta phải điều chỉnh về chế độ ăn tiết thực, tức là ăn đối với độ 1, độ 2 thì cái tĩnh mạch trĩ nó có thể co hồi được, cho nên có thể điều trị nội khoa là dùng thuốc bổ trợ ở để tăng cái bền vững thành mạch, là giảm tình trạng chảy máu và gây nhiễm trùng bội nhiễm. Ăn uống là ăn uống sinh hoạt điều độ, đại tiện theo theo cái mốc giờ nhất định để tránh tình trạng táo bón, rồi thay đổi một số với những cái mà chẳng hạn như đứng nhiều thì chúng ta chẳng hạn thì vừa khi đứng xong chúng ta cũng đi lại ngồi, và ngồi nhiều chúng ta có ngược lại nó. Một số cái những bệnh nhân mà bị trĩ mà họ làm những việc gắng sức bắt buộc phải phải giảm cường độ công việc lại, giảm gắng sức chẳng hạn như bưng vác vật chuyên nặng thì nên nhờ người khiêng cùng mình cho nên mình bưng đó. Thì đó là cái trĩ ở độ 1, độ 2 thì còn có thể cải thiện, nhưng mà khi lên tới độ 3 rồi tức là cái khả năng co hồi của tĩnh mạch nó không còn nữa, cho dù chúng ta có thay đổi một số những cái mà chế độ tiết tập nó trên thì nó không thể trị được, cũng không thể thế co hồi đến mất khả năng đàn hồi của cái tĩnh mạch đi, mà nó cũng thế thôi, thì phải lên độ 3, độ 4 là phải mổ sang cái phần phẫu thuật. Mà độ 3 là can thiệp kiểu khác, mà độ 4 là can thiệp kiểu khác nữa. Cái đây các bạn lên đi 6 là mình sẽ khi lên đi 6 mình sẽ nói kỹ hơn. Độ 3 thì dùng phẫu thuật loại chi, và độ 4 là phải dùng loại chi, dùng phẫu thuật gì. Nên nó tóm lại, đối với điều trị thì chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt.
nhẹ ha. Còn thì dần rồi chúng ta dùng uống thuốc với thay đổi chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống. Còn nặng thì nếu mà đã nặng cần phải mổ thì mổ sớm. Độ 3 thì nó là nó tiên lượng tốt hơn ha. Độ 4 thì nó là nặng nề hơn, dễ tái phát và nguy cơ hẹp hậu môn rất là phiền. Mình nói các bạn nghe ra không vậy? Dạ rõ ạ. Ừ. Thôi tạm nghỉ 5 phút. Chúng ta sẽ qua bài tiếp theo nhé.